Dạ vâng, em xin chào anh em đã quay trở lại với kênh chuyên review đồng hồ chính hãng của Kawas. Và hôm nay bên em về được cái một phiên bản phải nói rất là đẹp. Giá nó hợp lý trong cái tầm tiền hơn 200 triệu một chút. Thì hôm nay em săn được một chiếc Rolex Z-Master. Đây anh em nhìn thấy này, cái phiên bản mặt blue kết hợp với đờ mi vàng 18K, thực sự nó rất là đẹp. Và cái mặt blue này nó ở hiện tại nó rất là hiếm. Đấy, anh em có thể nhìn thấy mặt trắng, mặt xám thì khá là nhiều. Tuy nhiên để săn được một chiếc mặt blue như này nó không, gần như không có hàng ở thời điểm hiện tại. Đấy, đặc biệt hơn là với một cái tình trạng nó rất là đẹp như thế này. Thực sự rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn này. Tình trạng phải nói là hoàn hảo. Đấy. Nó sẽ có một số vết xước răm nhỏ trong quá trình thời gian sử dụng thôi. Còn lại thì về mọi thứ em này là hoàn hảo anh em nhé. Máy móc thì zin hết 100%. Bàn này của chúng ta sẽ có size là 40mm, mã là 16623. Một cái phiên bản đờ bi vàng đúc 18K. Đấy. Cái niềng của chúng ta cũng là niềng vàng đúc hết này. Đấy, rất là chất lượng. Đây. Bàn này là bàn Z-Master anh em nhé. Bàn Z-Master. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế phải nói là quen thuộc về những cái phiên bản đời mới bây giờ cũng giữ nguyên cái thiết kế như này cả. Không khác một cái gì hết anh em nhé. Nó chỉ tinh chỉnh lại, sửa đổi một chút thôi. Nói chung là về cơ bản là giống nhau. Đó. Nếu mà tài chính mình không quá khỏe thì em nghĩ là chơi những bản như này nó rất là hợp lý. Nó tiết kiệm được khá là nhiều so với những bản đời mới bây giờ hiện tại nó rơi vào khoảng gần 400 triệu. Thì những cái bản đời nó cũ hơn một chút. Em này là Serie D anh em nhé. Serie D thì nó date sẽ là 2006. Serie D 2006. Tuy là năm từ năm 2006 nhưng mà cái chiếc này phải nói cái chủ cũ người ta giữ gìn rất là tốt. Với tình trạng của em nó này rất là đẹp. Riêng cái phần niềng này thì xác định là không thể sửa ma được. Đấy, tức là cái phần niềng này là nguyên bản hết. Còn lại phần vỏ và dây này thì về bên em chỉ có phớt nhẹ qua thôi. Đấy, không ảnh hưởng gì cả. Còn phần niềng này thì là nguyên bản. Tại vì niềng này nó bắn cát, hãng người ta bắn full cát rất là mịn. Cho nên là mình không thể spa được. Tình trạng của em này về bên em sẽ tình trạng là chỉ còn đồng hồ thôi. Và cam kết là đồng hồ chính hãng, zin nguyên bản hết 100%. Bên em bảo hành 5 năm. Đấy, bao quay đầu đổi cát bất cứ lúc nào mà anh em muốn. Em sẽ quay gần và quay kỹ hơn một chút để cho anh em xem cái phải nói là cái độ đẹp của chiếc đồng hồ này. Đây, mặt xanh, thực sự mặt xanh nó rất là đẹp. Có một cái thì đấy nó lôi cuốn. Đây. Size 40, độ dày là khoảng 12.8mm, 12.5mm gì đấy. Nó sẽ rất là dễ để lên tay. Chỉ cần tay từ 16cm trở lên là mới có thể đeo đẹp được cái size này rồi. Chiếc này vẫn còn nguyên cái siêu đáy này. Đấy, chủ cũ người ta cũng không bóc ra luôn. Đấy, nói chung là mọi thứ là nguyên bản hết anh em nhé. Đấy, rất là ok. Đấy. Mặt xanh blue và được trải tia sunburst. Em này thì chúng ta vẫn được trang bị cổ máy Calibre 3135 huyền thoại của Rolex. Cổ máy với 30 chân kính, tần số động sẽ là 28.800 mph. Và tích cót sẽ là 50 giờ. Cỗ máy chạy đạt chuẩn Super Reality Chronometer, tức là một cái chuẩn riêng dành cho Rolex, nó rất là chính xác. Sai số một ngày cho phép nó chỉ khoảng cộng trừ 2 giây thôi. Đấy, máy của Rolex thì thực sự là không phải nghĩ anh em ạ. Nó thứ nhất là nó bền bỉ, và cái thứ hai nữa là nó rất là chính xác. Toàn bộ phần kim cọc của chúng ta được phủ dạ quang rất rất là sáng. Anh em nhìn thấy này, dạ quang gần như là toàn bộ luôn. Đấy, đây là cái điểm đặc trưng của dòng Z-Master này, giúp cho chúng ta nhìn cái giờ ban đêm rất là rõ ràng, thậm chí là đi buổi đêm nó cái dạ quang này nó rất là nổi, nó làm cho chiếc đồng hồ chúng ta rất là đẹp. Đấy, núm gì vẫn là núm skill ta quen thuộc của dòng Rolex em nhé. Đấy, với cái núm skill ta này thì chúng ta có thể sử dụng đi bơi lội thoải mái, không ngại một vấn đề gì cả.
Đấy, rất là đẹp. Đấy, bây giờ sẽ trên tay để cho anh em cùng ngắm thử nhé. Đây. Đấy, đang trên cổ tay của em là 16.5 thì nó rất là vừa vặn. Đẹp thực sự. Mà cái giá thành bên em đang giao lưu rất là hợp lý. Ở trên này bên em đang giao lưu chỉ với 230 triệu thôi anh em nhé. 230 triệu. Em nghĩ là thực sự là không còn cái lựa chọn nào nó tốt hơn đâu anh em ạ. Vì cái bản này, cái mặt của nó là cái điểm cộng rất là lớn. Bởi vì những cái chiếc đồng hồ tình trạng như nhau, nó chỉ khác mỗi cái mặt thôi, nó đã chênh nhau mười mấy, gần 20 triệu rồi. Đấy. Và cái bản Rolex này nó cũng vậy. Lên tay này, rất là khỏe và rất là đẹp. Ok, đồng hồ thì em đang có sẵn tại cửa hàng. Địa chỉ là 43A Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội anh em nhé. Mọi người gần có thể qua lên tay gấm thử trực tiếp. Còn các anh ở xa thì bên em vẫn sẵn sàng ship hỏa tốc máy bay trong một ngày là tới thôi. Đấy, giao dịch thì rất là đơn giản. Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi video của em nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo.